thọc tay tôi cởi cởi nút áo ra các bạn, thọc tay tôi cởi nút áo ra. Chạy nước Mỹ, chạy nước Mỹ. Shop Bếp Gấu.com chữ tín làm nên thương hiệu. Shop Bếp Gấu.com có rất nhiều loại vòng quay dễ chơi dễ trúng và đủ loại mệnh giá cho tất cả các anh em, là nơi mua bán hàng uy tín nhất trong tựa game Revive. Shop Bếp Gấu.com uy tín làm nên thương hiệu. Văn Thiên nè, Trinh Vũ Trụ. Hello bác, hello bác Gấu, hello bác Gấu. Trinh Vũ Trụ có biết không hello em? Bác, Trinh Vũ Trụ có biết anh ơi. Em tên gì, nhà ở đâu vậy? Em tên là Thiện, nhà ở Thanh Hóa. Nhà ở Thanh Hóa em? Cái vấn đề Thanh Hóa này trên mạng tôi thấy mấy ông chia gia kỳ tị Thanh Hóa nha. Nhưng mà không phải đâu các bạn ơi, chỗ nào cũng vậy. Đúng rồi. Có người này, có người kia các bạn. Tôi bạn bè tôi ở Thanh Hóa rất là nhiều luôn, nhưng mà chơi rất là đẹp. Chỗ nào cũng vậy các bạn, không phải riêng gì Thanh Hóa. Chỗ nào cũng có người này, có người kia. Đấy, tôi nhảy nhiều thấy mấy ông, vừa thấy mấy ông vô, mấy ông kỳ tị này kia cái nọ, bật cái mình vãi. Thôi ok, cảm ơn bạn Trinh rất là nhiều. Có tài năng gì vào chương trình ai là chị Phú nói nghe chơi coi. Em bắn hơi bị đỉnh luôn anh Gấu ạ. Đến cỡ nào nói nghe coi. Hơn cả C4 á, hơn cả toàn cây, hơn cả NPC luôn. Bạn nào có lên chiếm tắt là chị đây. Em hơn C4, hơn toàn tay, hơn MC luôn. Đúng rồi, em vừa vào rank của bác Cấu, em lia 4 người đây. Ủa, em vào lúc nào? Em vào hồi nãy. Hồi nãy đâu? Hồi nãy em chơi rồi hả? Không, hồi nãy em đá chim ấy. Ủa gì à? Dạ. Gờ đây em, được. Rob Vũ Trụ ơi, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi em? Em là con Phi, 14 tuổi. Trình gì mà vào chương trình ai là Diệp Phú đây? Em bận đẳng cấp, gọi là đẳng cấp. Đẳng cấp của đẳng cấp là sao? Nói chung là bận 2 là bạc ạ. Thôi nói thẳng này nè. Em 14 tuổi ngày xưa giờ em quen ai chưa? Dạ chưa. Có thích ai chưa? Dạ chưa bạc ơi. Ủa chứ trên lớp em không có gái à? Dạ có bạc ơi. Ủa chứ em không thích con nhỏ nào nữa? Em đang gái xấu. Đang gái xấu. Trên lớp mày toàn gái xấu mà. Dạ. Trời, má đen dữ trời. Con nào cũng xấu hết hả? Dạ bác. Rồi thôi vô. 1, 2, 3 vô. Trời ơi là trời. Má là các đoạn livestream này đăng lên cho thằng nào trên lớp mày này chữ bị ba mày luôn. Trời ơi là trời. Nà bây giờ tôi kể anh em chuyện cứu nít đêm nè. Cái thò mà tôi chơi game Audition đấy là chuyên gia có cái vụ mà cứu nít đêm, anh em hiểu không? Đấy là mấy em gái đấy. Mấy em gái ví dụ như chơi đêm á, mà chơi lâu quá mà không có tiền trả đúng không? Anh em nào cứu nít đêm đấy thì sẽ được húp. Tôi cứu hai em. Ủa thật đó, tôi bị lừa đấy. Tôi bị lừa. Hai em đó đăng lên một cái trong Audition đấy. Anh em phát lo ra đấy là em cần cứu nít ở Phan Rang đấy, địa chỉ nhiêu đấy, cứ anh có anh nào không, mà tôi mới vô anh em, vô nói chuyện hết rồi, bắt đầu tôi cứu, qua tôi cứu, mỗi em là 36.000, tôi với thằng bạn tôi. Chuyện này á, là chuyện nhạy cảm nha, có thật nha, chứ không phải giỡn nha, có thật nha. Tôi với thằng bạn tôi bắt đầu vô cứu, đi vô cứu, hai em nó dễ thương lắm các bạn, hai em nó dễ thương lắm, không có xe đạp, không có gì hết trơn á, mà hai em nó cũng dạng nhân chơi sao, dạng nhân chơi. Rồi tôi mới đi cứu rồi, hết tiền rồi, 36.000 là 72.000 gom lại đâu có, tôi đâu có đủ tiền đâu. Thì trả xong rồi bắt đầu đi chơi. Hai người bắt đầu đi chơi đã rồi, không có biết gì làm. Rủ nhau ra nghỉ địa. Nghỉ địa là mã, mà thời đó là tôi là chuyên gia tập kết vào cái mã. Đánh lộn gì á, mà thằng nào mà vô mã, vô nghỉ địa của tụi tôi là chỉ có chết thôi. Chôn nó luôn. Thời đó tụi tôi chuyên gia mà quấn lộn mà tôi chạy về mã không à, chạy nghỉ địa đấy. Thì dẫn hai em vô mã. Dẫn hai em vô mã. Từ còn xuống nhà từ từ cái đã. Xuống từ từ cái đã. 70% tất cả những bạn đi xem video không like và không đăng ký. Một like và một đăng ký của các bạn không giúp bé Gấu có thêm tiền, nhưng đó là động lực để bé Gấu làm rất nhiều đoạn video giải trí như thế này. Nếu đoạn video này cảm thấy hay thì quay lại like đăng ký cho chúng tôi trưởng nhé. Cảm ơn người anh em. 5 minutes later. Dắt hai em vô nghỉ địa. Một em tên Thủy, một em tên Liên. Thủy là nước đấy các bạn. Xong tôi đấy, tôi mới dắt em Thủy qua cái mã. Tôi ngồi, em Thủy bảo là tự nhiên sao anh không dắt em vô khách sạn hay là nhà nghỉ, mà sao anh dắt em vô nghỉ địa vậy? Tôi đâu có tiền đâu, tôi bốc phét, tôi bảo vô đây nó mới
hồi hộp hơn, nó sướng hơn. Đúng là con trai của ta. Má thường ngồi ra, thường ngồi ra, tôi tưởng là bắt được hai con nighter này mà. Bắt đầu qua ngồi nói chuyện đồ thiên thầu bắt đầu. Đấy. Bắt đầu im lặng đâu biết nói gì đâu. Bắt đầu tôi thọc tay vô áo. Tôi thọc tay, tôi cởi nút áo ra các bạn. Thọc tay tôi cởi nút áo ra. Chạy nước Mỹ, chạy nước Mỹ. Rồi nghe tôi cởi áo ra. Đấy. Cởi áo ra đúng. Tôi vừa cởi áo ra thôi là bắt đầu còn áo trong phải không, còn áo trong đúng không. Bắt đầu á tôi tính cởi ra, tự nhiên con thủy á nó nhìn vô cái mã các bạn, nó nhìn vô cái mã nó bảo nếu mà em cho anh rồi anh có yêu em thật lòng không. Tôi bảo yêu chứ, yêu xong yêu bình thường mà, yêu mới làm chứ không yêu sao làm em. Đừng có mồm điêu đi. Thì nó quay nó mã nó bảo bây giờ anh thề đi, nếu mà anh mà không thương em đấy thì anh thề đi, ở sóc trăng em á trọng lời thề, và anh chỉ đưa anh bứt ra cho em một nhúm tóc anh đưa cho em để em bỏ luôn. Đúng mà tôi sợ em, tôi nói với gà luôn, nói gà luôn bạn, giữa cái mã lúc buổi sáng mà nói câu đó tôi nói với gà luôn em, mà tôi mất hồn luôn bạn, tôi sượng. Hồi tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi ngồi tôi suy nghĩ có nào nó yểm bùa không ta. Tôi nghe trên mạng mấy cái vụ mà bùa ngải đồ anh em, tôi nghe mấy vụ bùa ngải rồi đấy, tôi cũng nhận mà cũng phải làm thôi. Hả? Đó là bập thôi, chạy cái chiếu ra bập bẹt bập bập bẹt bẹt khói chạy nước miếng nè, khói mai lại các bạn, mai lại bắt đầu tôi dẫn mấy đi bộ rồi mấy về nhà, tôi về nhà xong mai lại tôi dậy, tôi lại thằng quỷ kia ngồi quán cà phê, con nhỏ đó, thằng quỷ đó nói ủa con nhỏ đó hôm qua có xin tóc của mày em. Chưa có, chưa, nó cũng xin tóc của tao nữa. Chưa mắc con nào nó yểm bùa mày, nghe nói có yểm bùa ấy, chưa gớm mày, má tao đang sợ nè. Tự nhiên mấy bữa ba bốn bữa sau á tôi liên lạc lại con nhỏ đó không có được các bạn, tôi liên lạc con nhỏ đó không có được. Má tôi nghĩ ủa sao mà con gái mà nó dễ vậy ta, tự nhiên nó cho mình gặm cái đó sao thấy dễ vậy trời, má đúng dễ luôn anh em à. Tôi ngồi tôi suy nghĩ nó ủa sao kỳ vậy ta, quái ghê không nọ, má có nào yểm bùa mình không ta. Vài bữa nữa anh em biết không, một tuần sau thằng bạn tôi nằm ly bì luôn, nằm bệnh đó các bạn, nằm ly bì luôn nha, nằm đi không nổi luôn, dậy đi không nổi luôn. Má thằng bạn tôi bắt đầu tôi qua nhà thằng bạn tôi mua sữa, tôi qua thăm nó, tôi hỏi ủa mày bị sao vậy, nói má thì tao nghĩ là bị yếm rồi mày ơi, chắc tao kêu thầy về quá, tự nhiên người tao đau răng cả người điên nổi không. Không mày có bị không? Không. Kêu bữa mày có đưa tóc cho nó không? Kêu có. Tao không có đưa tóc, mà tao đưa lông dái. Tóc tao đầu đinh giống như này sao đưa? Sao đưa được? Trời má, mày đưa lông dái thôi chứ sao bị yếm được? Tao bứt lông dái tao đưa nó chứ còn tóc sao mà đưa được? Tóc tao đầu đinh có như đây sao mà tao bứt được? Nhìn nhau thế. Mày thì còn có cái bù nào yểm bằng lông dái gì đâu không biết gì đâu sao mà yểm đồ má nó thiệt á. Lấy sao mày không nói tao, nói sao nói thì lúc đó mày chỗ tao chỗ sao nói mẹ, mà có bù nào yểm bằng lông dái mày không có đâu, tóc như quần áo thôi chứ ai đâu yểm bằng lông dái mày. Có nha anh em nha tại tóc tôi đầu đinh anh em, mà tôi thớt đầu đinh cái này sao bứt, đinh nhỏ lắm ngắn gì sao bứt anh em, các bạn hiểu không, tôi mới bứt còn lông dái đưa nó chứ. Trời táo mà thấy gì đâu, mẹ đưa về nó yểm thôi, yểm cái bà mày chứ, mày cứ ông giái tao bị yểm cái bà mày. Bà mày yểm bà. Có nha các bạn nha, cái chuyện buồn ngãi anh em đừng đùa nha anh em nha, chuyện buồn ngãi là có đấy các bạn, không đùa đâu nha. Ở làng tôi kìa các bạn, anh em nghe vụ trên mạng không, thường thường là có những người mà gói tờ 100.000 gói quăng ngoài đường đấy để xả xui đấy. Có đấy. Ở làng tôi là có một người chuyên gia đi lụm những cái tiền đó. Cứ chỗ nào mà có người nào mà quăng tiền như vậy đấy, nó tới nó lụm. Nó nghĩ là không có chuyện gì hết trơn, nó nghĩ là trên mạng chỉ bốc phét thôi. Nhưng ai ngờ đấy các bạn, ai ngờ cũng chính vì những cái tiền đó đấy, chính vì những cái đồng tiền mà người ta ném để mang lại xui xẻo đấy, nó là trúng số các bạn à. Thế nó mới đâu, mẹ nó ra.
là 100.000 người ta yểm bùa, má ra bùa số trúng mẹ độc đặc thế đó mấy cha, quái cứt anh em à, thật của các bạn luôn. Nên trên mạng nói gì anh em đừng nghe cái đó, giờ nó giàu bỏ mẹ luôn anh em à, cũng giàu luôn. Nghe bây giờ có tiền rồi, bây giờ nó giàu rồi, trúng hai tờ độc đắc được ít tiền rồi. Mà thời xưa bắt đầu nó đi mua đất đai rồi, bữa nay nó giàu rồi. Người ta nói là mùng năm 17, 23 đi buôn thì ế mà bắp trứng gà thì ôm, là ba ngày đó là xui đúng không, đúng không, xui đúng không? Không phải đâu các bạn, ba ngày đó là ba ngày may mắn luôn. Thằng đó nghiên cứu tâm linh hơi bị kỹ luôn. Thằng đó nó bảo ba ngày đó là ngày xưa đó vua đi, ba ngày đó là ngày, ba ngày ngày xưa vua đi, dân làng tuyệt đối không được ra khỏi nhà, là ba ngày hên vua chúa người ta mới đi chứ không phải là xui. Tôi cũng nghe vậy, tôi bảo ủa vậy là nếu mà muốn xây nhà hay là muốn làm cái gì là phải làm bằng ba ngày đó. Nó bảo ờ, mày không tin tao đi, mà chiều bây giờ mua 10 tờ giấy số thử coi. Tôi nghe lời nó các bạn, đúng vào ngày mùng năm luôn, tôi mua 10 tờ giấy số. 10 tờ giấy số Ninh Thuận nè các bạn, 10 tờ giấy số nè, chặt hết con mẹ nó 10 tờ luôn. Xong tôi bắt đầu qua nhà nó, tôi bảo mẹ tao mua 10 tờ có trúng đâu mày, nếu mà ai trúng như mày tao mua rồi, ngu sao. Mua đi, mỗi ngày bỏ tiền ra mua 10 tờ chắc chắn nó sẽ có một ngày nó sẽ trúng. Đấy, nhưng mà không, ba ngày đó là đúng á em, ba ngày đó đúng á. Ủa sao có thằng đi bộ, ba ngày đó là chính xác đó các bạn. Tôi chỉ giao bị lừa đảo mà cứ nghe người này nói người kia nói mà bắt đầu cứ nghe người này nói người kia nói là tôi bắt đầu làm theo, mà làm theo cũng chả được gì. Nên cái chuyện mà các bạn mà thấy người ta thành công á, các bạn làm theo cũng chả được gì cả. Cái câu mà giàu đổi bạn mà sang đổi vợ đấy là nó có một câu chuyện nha. Cũng giống như cái câu mà chí dầu cầu giáng, cái câu mà con ếch chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán ếch ở lại làm chi, con lê lê đánh trong thổi kèn, con bìm bịp thổi tò tí tê tò tê. Anh em nghe bài đó chưa, anh em nghe bài đó chưa? Tôi đảm bảo luôn, tất cả những anh em nào đang coi livestream của tôi đều nghe bài đó. Nhưng mà bài đó là một câu chuyện ma đấy các bạn, một câu chuyện ma đấy các bạn, không đùa đâu. Chú bán ếch ở lại làm chi, con lê lê đánh cống thổi kèn, con diệp thổi tò tí tê tò tê. Có anh kia anh đi thiền, anh em đi thiền đấy, thì cái bà lão chèo đò, bà mới cấp vô lề đưa ảnh sang sông. Thì đang đi anh ngồi anh buồn anh khóc, bà lão dừng con đò giữa dòng sông. Bà lão hỏi tại sao con lại khóc, thì anh này anh lại bảo là con thân hình vạm vỡ như thế này, đẹp trai như thế này, nhưng mà con thương con nhỏ đầu làng, con nhỏ đầu làng nó không chịu, con biết làm cách nào chưa. Thì bà lão bà mới nói với anh này rằng, bảo là con nhỏ đầu làng tên Thủy đúng không? Chứ dạ. Con Thủy thường thường vào cúng đình vào ngày rằm, cứ đúng ngày rằm con về đình làng đó, con đứng sau bức tượng đó, con giả thần giả thánh, là con Thủy nó sẽ yêu con và cho con tất cả. Thì thế là anh này cũng nghe, vào đúng ngày rằm anh về cái đình làng anh giỡn phải không? Anh đứng sau bức tượng thần đấy, anh đứng sau bức tượng thần đấy các bạn. Bắt đầu là con Thủy vô bịt mặt, trời nó thui anh em, nó bảo nó cũng khấn này kia. Xong anh bảo là ta là thần đây, con tới đây muốn gì? Thì con nhỏ nó im re, nó không nói gì hết trơn. Thì anh này bảo là bây giờ đấy, ta sẽ cho con tất cả mọi thứ, nếu mà chỉ cần con nằm yên một chỗ cởi đồ ra thôi. Thì nhỏ này cũng nghe vậy anh em, cũng nằm yên một chỗ cởi đồ ra, đùm anh bay ra, anh húp bập 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 bập, anh húp má hơi luôn anh em à. Ừ, anh húp xong rồi anh cười ha 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 ha, tao không phải là thần nha, mà tao là thằng cu lì ở xóm trên. Con nhỏ nó cười ha ha ha, tao cũng không phải là con Thủy, mà tao là bà già lái đò. What the hell? Đời này thằng lừa lọc nhau không các bạn. Đó là chinh tiết của chàng trai kia là trao cho bà già lái đò mẹ rồi. Cuộc đời này á toàn lừa lọc nhau không à. Nên anh em mà sống ở đời đừng tin tưởng ai quá nha. Lừa lọc nhau không à, để lấy có thuốc các bạn ơi. Họ băng này lấy tiền rồi. Chết mẹ mất tiền rồi. Chết rồi mất tiền rồi.
tiền rồi anh em ơi. Trời đút cửa chạy lên cho chú trưởng nào. Trời là trời, xong rồi ăn cắm heo cắm lợn rồi. Má mai quảng cáo rồi, trời ơi trời. Chuyện này xong rồi các bạn ơi. Trời ơi là trời. Má thiệt hả chứ. Ha, tao không phải là bẹt đâu. Má thiệt hả chứ, chết rồi. Cắm heo cắm lợn rồi. Có rồi anh em à, chuyện tâm linh không đùa đâu các bạn. Nhiều chuyện tâm linh không đùa đâu. Để xong một xíu kể cho thêm cho. Anh em nghe câu chuyện mà ma cà rồng rút ruột chưa? Cái chuyện đó hơi bị đỉnh luôn. Chắc chắn là mấy ông coi là chim chưa bao giờ nghe chuyện đó. Anh em nghe chuyện ma cà rồng nhiều mà anh em đâu biết có cái nguyên lý của ma cà rồng nữa. Chưa được kể đâu. Chờ xong cái vụ này tôi kể đâu. Ma người tôm rồi, trời là trời chết rồi. Má này bắn cơm hả? Trời. Trời. Chết rồi. Không. Ăn mì tôm rồi. Xong. Má cáo già luôn rồi, bật nô luôn. Bảo vệ không thượng. Má cáo già luôn. Bảo vệ không thượng. Ồ, mất tiền hả? Má. Ồ là trời. Còn hai thằng nào mất tiền hơn. Má nó thì có đồ mai quảng cáo rồi. Nhớ hai kêu ơi, ông tiên tiên nhớ hai. Không, hai cái đó. Mẹ 10 kêu khác gì 9 kêu mày thằng điên. Ngáo. 10 kêu khác gì 9 kêu. 11 kêu khác gì mày 9 kêu. Má. Mất tiền rồi. Trời ơi là trời, xong rồi. Chào tất cả anh em, chào Milo Gaming nha em ơi. Chào Uống Đòn WCF GDP nha em. À. Bây giờ dễ ghê không nợ. Bác review GAV đi, trời là trời. Ăn cắm heo, cắm lợn luôn rồi. Cắm heo, cắm sú, cắm lợn, cá nóc, cá mu, cá lòng tông vô. Cá heo, cá lòng tông xeo, nhào vô bà con ta cũng tới Lô Tô Sài Gòn. 15 đồng mua thêm một thùng cá xeo anh mang về nhà.